Rồi nội dung bài lab của mình đang chuẩn bị là có cái file thư mời và cái file Excel. Lúc nãy các bạn đã gõ cho thầy là bài lab 5. Như vậy thì nội dung của mình sẽ làm gì? Bài slide 5. Và chúng ta sẽ có từ cái thư mời này cộng với cái danh sách. Nếu như bình thường các bạn làm có công ty giao cho các bạn là tạo cho một số cái thư mời, và các bạn sẽ tạo thư mời cho 5 người với 5 cái nội dung họp khác nhau, 5 cái thời gian khác nhau và 5 cái địa điểm khác nhau. Như vậy thì với 5 người thì bạn thấy rất dễ, bằng cách là tạo một cái thư. Lúc nãy thầy nói là các bạn tạo bằng khổ giấy A5. Khổ giấy A5. Các bạn chọn, nhớ là chọn size là A5. Nếu máy nào không có A5 thì các bạn chọn more paper size. Bạn tự gõ kích thước vào. Và chúng ta có khổ giấy rồi thì đơn giản các bạn làm gì? Mở cái file Excel lên. Làm gì nữa nào? Hả? Nếu như không biết làm mail mệt gì hết thì copy dán qua đây. Thấy làm một người ha. Đó là mới một người, một cái tên thôi đó mà lâu vậy. Vậy thì 5 người nhanh hơn. Nhanh không? Nhanh đi, cho là nhanh. 50 người nhanh không? Mà một khách hàng của một công ty đâu phải chỉ 50. Nhiều khi mà mình làm một cái thư cảm ơn khách mời vào nhân dịp Tết này nè, khách hàng, cảm ơn khách hàng nhân dịp Tết, thì công ty của bạn đâu chỉ 50 khách hàng, 500 khách hàng. Mà công ty không chỉ 500 đâu, 5.000 khách hàng. Mà danh sách này là chúng ta đã có rồi. Ví dụ là tên của khách hàng, địa chỉ của khách hàng, rồi sở thích vân vân. Nói chung là những cái thông tin liên quan đến khách hàng mà mình muốn đưa vào cái thư cảm ơn. Thì mình không thể mà copy paste được, mà các bạn sẽ sử dụng một công cụ gọi là công cụ chọn thư. Chọn thư. Như vậy chúng ta đang có cái thư mời mẫu ở đây, và các bạn vô phần mail. Mail thì trong này có rất nhiều loại để các bạn chọn. Người ta định nghĩa sẵn. Ví dụ như bạn chọn cái bì thư hoặc là label. Label này là cái gì? Là giả sử như trên một cái khổ giấy A4 bạn in ra rất nhiều cái nhãn nhỏ bên trong, in một lần thôi nhưng mà nó tạo ra hàng chục, hàng hai ba chục cái nhãn bên trong, thì chúng ta gọi là label. Và bạn ra nhà sách, bạn có thể mua cái label mà người ta đã làm cắt sẵn cái kích thước rồi, và phía bên trong nó là kêu có sẵn luôn rồi. Mình chỉ về mình bỏ vô cái khổ giấy A4 của mình in ra hàng chục cái label trên đó, và mình gỡ ra mình dán vô hàng hóa của mình. Đó là label, là người ta in sẵn hết rồi, keo người ta cũng làm sẵn rồi, mình chỉ cần gỡ ra dán thôi. Như vậy là theo kích thước của người ta. Cái này mình sẽ mệt theo cái ý của mình, thì các bạn chọn step by step, mình tự làm. Và nó sẽ hỏi rằng cái kiểu của bạn là gì, thì mình để là chọn thư. Mình có thể là chọn là chọn để mà gửi email, mình chọn là chọn thư net. Và nó hỏi rằng với cái file nào là file gốc để mình làm chọn thư, thì trong này nó hỏi là use the current document, là sử dụng lại cái file mà đang mở này nè, đang có nè, file hiện tại này, hay là bạn dùng một cái template, tức là một cái mẫu, hay là bạn dùng một cái file khác. Nếu bạn dùng file khác thì bạn chỉ cho người ta cái file đấy là file nào, bạn chọn open ra.
Còn mình đang dùng là dùng file hiện tại. Next. Và người ta hỏi tiếp. Với cái này, bạn sẽ lấy dữ liệu ở đâu? Dữ liệu ở đâu? Dữ liệu này có thể bạn để trong file Word cũng được nhé. Bạn insert table vẫn được. Nhưng mà Excel là nó thường xảy ra hơn. Tại vì ở công ty của bạn thì thường danh sách khách hàng là người ta đã đưa vô file Excel rồi, chứ ít ai mà để quản lý bằng file Word. Cho nên thầy làm file Excel luôn. Và nó nói là có cái danh sách rồi, đã tồn tại, hay là chọn từ Outlook công tắc. Một số bạn là sử dụng cái Outlook này nè để quản lý khách hàng luôn ha. Rồi một cái nữa là tạo một cái danh sách mới. Nếu như bạn chưa có thì bạn vô đây bạn tạo luôn. Bây giờ mình chọn cái đã tồn tại rồi. Chọn Rows. Tìm đến vị trí lúc nãy. Lab 5. Danh sách khách hàng đó. Và trong cái file Excel này, nếu như có một sheet thì nó hiện lên đây một sheet. Còn nếu trong file Excel mà có nhiều sheet thì nó hiện lên đây. Ví dụ bạn chọn là tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4 gì đó. Mỗi tháng là mình có một list khách hàng mình để trong cái sheet riêng. Ví dụ như vậy thì mình sẽ chọn. Và đến đây mình có tổng cộng là 5 cái record. Nó hỏi rằng mình muốn mail mệt tất cả hay là chọn một record nào. Tức là chọn một vài người thôi cũng được. Danh sách Excel mình có 5 người mà mình chỉ chọn 3 thôi thì nó mệt cho mình 3 người đó. Ví dụ danh sách khách hàng của bạn là cả một năm, từ tháng 1 cho đến tháng 12. Hôm nay chúng ta làm trọn thư cho những khách hàng tháng 1 thì chúng ta chỉ chọn tháng 1 thôi. Ngày mai chúng ta gửi thư cho những khách hàng tháng 2, ví dụ sinh nhật chẳng hạn. Ví dụ mình gửi một cái thư chúc mừng sinh nhật cho những khách hàng nào có sinh nhật tháng 2 thì tháng 1 mình đã gửi rồi, mình không chọn nữa. Như vậy trong danh sách này mình có thể chọn hoặc không chọn. Ok. Rồi, đã có danh sách, nó báo ở đây nè. Trang tính 1 trong lab 5. Net. Và đến bây giờ ngay chỗ cái chữ tên mình bỏ đi. Mình sẽ để ngay con trỏ ngay đây. Mình chọn vô More Item. Và trong này nó có họ tên, nội dung, thời gian, địa điểm. Cái này ở đâu ra? À Excel, cái phần tiêu đề đó, title của mình đó. Và mình chọn họ tên, insert. Đóng lại. Xuống đây tham dự, đến dự cái gì? More Item tiếp, nội dung. Xuống đây thời gian. Thời gian. Và xuống đây địa điểm. Địa điểm. Và bây giờ khi mà nó chèn vào như vậy đó thì phía trước này các bạn dùng font gì, cỡ chữ bao nhiêu thì phía sau này nó giống y chang. Bạn có thể đổi lại. Bây giờ mình view trước đã. Net. Và đây nó cho mình view nè. Thấy chưa? Mình đang ở mail mệt, nó cho mình view người thứ nhất, người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư, người thứ năm. Và nếu như bạn đổi cái font này, cái font họ tên này, bạn chọn cả cụm này luôn, bạn đổi thành font khác, ví dụ như là bạn chọn, chắc nó không ra được quá, Times New Roman đi. Hồi nãy là font Arial, bây giờ mình chọn font Times New Roman. In đậm, cỡ chữ là 14. Ok, nó khác tí xíu. Net. Các bạn thấy nó khác nè. Nó tự động nó đổi luôn. Với mỗi người thì nó tự đổi lấy, mình không phải chọn lại gì hết. Sau khi mình chọn xong, các bạn sẽ net tiếp. Nó sẽ hỏi gì? Nếu như bạn chọn phía trên là print là nó cho bạn xuất ra máy in luôn, hoặc là xuất ra file PDF. Còn nếu như bạn chọn là edit
thì nó xuất ra dạng framework và mình có thể sửa tiếp. Nhưng mà mình chọn cả hai nha. Nếu như bạn chọn print thì bây giờ quay trở lại đây. Giả sử lúc nãy chúng ta chỉ chọn danh sách khách hàng là có ngày sinh là tháng 2. Nhưng đến bây giờ chúng ta suy nghĩ lại, chúng ta chỉ muốn gửi cho xuất ra khách hàng từ 2 cho đến 4 thôi. Còn khách hàng 1 và khách hàng 5 chúng ta không xuất vẫn được. Chứ không nhất thiết phải xuất hết. Còn xuất hết là chọn ô. Ok, bạn chọn máy in nào bạn muốn in. Nếu như bạn in ra giấy luôn thì bạn chọn máy in. Còn in ra file PDF. Ok. Thư mời đã chọn, ví dụ như vậy. Bạn lưu lại một cái tên. Đây. Một người, hai người và tổng cộng là 5 người, nó nằm trên 5 trang của chúng ta. Được chưa? Quay trở lại với framework. Bạn có thể chọn edit. Và nó cũng tương tự, nó hỏi là bạn edit trang mấy. Ok. Thì nó sẽ cho bạn 5 cái trang word. Và với 5 trang word này bạn có thể điều chỉnh được, thêm, xóa, sửa, bạn làm gì đó cũng được cả. Giống như là lúc nãy thầy nói là bạn tạo ra 5 cái thư rồi bạn copy, bạn dán vô đó. Thì thay vì mình dán thì máy nó dán giùm cho mình, tạo ra 5 cái trang word rồi. Mình có thể sửa đổi trong 5 trang word này. Được chưa? Và với một cái giấy mời như thế này, nó là khổ A5. Khổ A5 tức là một nửa A4. Mà thường giấy mình in là giấy gì? Giấy mình in là A4. Giấy mà mình thường xài đó là A4. Nó vẫn có giấy A5 nhưng mà ít người xài lắm. Cho nên thường là mình in hai cái file này nè, hai trang này vô cùng một khổ A4, sau đó mình cắt. Như vậy thì ngay cái file PDF này các bạn chọn Ctrl V, các bạn in lần nữa. Và in ra máy in luôn cũng được. Ví dụ bạn chọn in ra máy in. Và chúng ta chọn là minity, là hai, một cột mà hai dòng. Có nghĩa rằng một file A4 mà nó sẽ in hai trang. Như vậy khi bạn bấm in là nó sẽ in ra hai cái lá thư mời trên cùng một trang giấy A4. Và sau đấy chúng ta cắt ra. Được chưa? Như vậy là chúng ta thấy là với cái mail mệt của chúng ta có rất là nhiều cái công dụng. Thì các bạn về các bạn nghiên cứu giùm cho thầy, nếu khi mà mình tạo mail mệt mà với cái phần mà layout thì nó có gì khác. Đây, layout có gì khác. Được chưa? Cái này nói chung là các bạn thiết kế layout là rất là hay. Label là nó có kích thước có sẵn, là kích thước word người ta tạo nó theo cái style mà người ta đã làm trên cái khổ giấy lúc nãy thầy nói đó, khổ giấy A5 hoặc A4, và người ta cắt sẵn luôn cho mình rồi. Và bây giờ word nó cũng như vậy, là mình chỉ làm theo thôi. Còn nếu như các bạn muốn cái label cho riêng mình thì mình định nghĩa lại cái kích thước của nó, đó là bạn sử dụng label.